Các bạn thân mến, đây là thủ tục mà bên mình đang chuyển những chú đại điểu giống cho khách hàng. Đây là các bạn mua đại điểu con giống thì liên hệ cho chúng tôi là 01 63 53 05 982. Bây giờ tôi đang gửi từ trung tâm con giống đại điểu xuống văn phòng ở Hà Nội, và từ văn phòng Hà Nội sẽ chuyển đi Thái Bình. Ấy đi, đóng nắp vào đây đi em, đóng gửi cho kịp xe. Giờ mẹ khi đi mở nắp. Đây là 5 con. Bên này là 5 con nữa. Đưa cái phiếu ra đây, đưa cái phiếu để lên đây. Đây, báo cáo với các bác ở đây, tôi cứ dán đi. Đây là cái phiếu là niêm phong là để lưu hành các thứ vô tư anh em nhé. Người nhận ở đây là 01 68 62 82 463, ông Hướng, gửi về bến xe Đông Xuyên, Thái Bình, và địa chỉ khách hàng là xóm 7, xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Và đây là khách hàng đã chuyển khoản trước rồi. Đó. Và bộ phận văn phòng ở Hà Nội thì số điện thoại là 0942 089 769. Tôi ghi rõ là mỗi thùng có 5 con đà điểu, gồm 2 thùng. Và sẽ gọi điện báo số nhà xe cho và thời gian nhận. Đấy. Và bên dưới này là có cái hướng dẫn. Bên dưới là có cái bên này là có cái một số cái lưu ý, số lưu ý trong chăn nuôi đà điểu con giống. Đang đợi xe. Đây là trung tâm nghiên cứu, cổng trung tâm nghiên cứu gia cầm đà điểu. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại để các bạn làm việc qua bộ phận bán hàng là 01 63 53 05 982, địa chỉ cổng trại đà điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số tài khoản giao dịch 2210205156681, ngân hàng nông nghiệp.